ស្វាយចេកភូមិប្រហាខេត្តព្រៃវែងគោកអូជូនិងនៅទួលយងកវោក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុនសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាកត្តាប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីឫសគល់នៃសិប្បកម្មមាសដែលបានកើតឡើងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងជនជាតិខ្មែរអាចនាំចូលបច្ចេកទេសផលិតពីចិនហើយក្រោយមកផលិតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ការនេះដោយសារស្ថានភាពវប្បធម៌និងភូមិសាស្ត្រតម្រូវឲ្យខ្មែរ
nơi không xa máy phú nón nơi là xí dịch này. Bạn tay tôi chỉ dàng nà, có dân tới từ tù school. Thả phần này mỗi bà bây ni và bà thô này chân chết chân nâng ảnh lý. Bạn rôn châm này đó khuyên bà bây ni và bà thô chân chết khả mạc đài. Cô bình chế phong đài thả. Ất tế bố này vô tầm miến school mà hạt thật. Ất chia sẵn nhanh với tầm miến. Bọn hàng phí tầm nét tầm nông rồi viên khả mạc nâng chân. Rồi viên sát tư vô tì bây môn cực sạc kà rạc. Nóng bà thơ chân chia bị xác khả nông xôn tì vuông xì. Bà rà mang chiên bây bôn chân áp môn cực sạc kà rạc. Bà chai kê tê xlo miê, trời bàn đàm làng môn kê bằng ọ. Tám ca vị phía đô ca bà đề chai đại bà bà chai tê phụ trụ sạc cắm. Cả bóng đập bùn, thua ở dân đơn thà. Sắp bà cam miê khả nông đàn đầy càm bà chía. Trời bàn đàm làng đồ viên, bì đôi hà sạc chân áp môn cực sạc kà rạc. Rồi hốt đó sắp tư vật tị bấy, nâng tị bùn, nấy cực sạc kà rạc. Đòi phép sạc liên khả nền đi, có trời bàn chụp. Bà tế nơi bà tế ở rộp mùi chùm nùn, đài môn ất đi bô rộp bọc bụ rô mạng. Cả ta chẳng bóng mùi thiết đai chiên mô lực than xa bà rạp ca viên đùm lấy, ỏi bán trăm trời. Nếu sẽ đã xâm khăn này khơn và bà thô rộp bọc nhẹ sổ khả mai dưỡng, bà này đang tiệt thà. Phép khóc nê đồ viên cửa ngờ lãng cá, khả mai nàng chấn, rứ ẩn đí. Tạm bắt tới tụ bay miên ất đi bô bà chạy gật tế, mọc bì krai gọt đòi. Có bàn tay của bốn các bạn đã trả nà này cửa ngờ lãng cá bà rán. Từng lúc miên liệu khả nạ khóc nê, đại cứu ở chấp ở rộng. Lựa khả nạ khó khăn nha, cả tóc tay đo xâm bộ bạp này xa lập ạ, đã chế phát mùi xâm rạp xâm cố bởi vốt đồng bón đừng chết xa. Á chế kết ta xâm rạp cầm nót, phép mình ai cập hiệp khăn nha. Bà dân vì nâng bi vật thọ xâm lập ạ chấn, ổn đi, nâng khó mái, rước bỏ đạp tâm khăn nha. Tụ bay bà chạy kết tế phản lật mùi chùm nún, bán thật tụ ớt tập bơ bị chấn, nâng ổn đi, đại miên vốt tâm miên, khăn nông đồng bón đi, đòi vô luôn chẳng ná cọt đòi. Có dân khơi tha miên ở vầy mùi, đại hạ đôi chia bằng hàn dưỡng ỏi đăng thả sắp và cam bà bây ní, nơi xin ái, xoài chết, đứa nơi bà hà, đứa nơi đầm bón xên xên, bằng bán ca chanh phi rực cô rôn tại mùi, chờ mùi chân nụ tệ. Tiếng ốc hăng lờ ní, vì bán chất lúc bằng chẳng, ỏi khơi nhà tạc sẵn nhàn, nâng nề răn lập hiệp, nầy mơ rõ đọc vào bà thua không ai bà ràm. Đôi khi nâng tu sẵn nạc sẽ đầy bì ca phản lật. Chân chết chân, rườn đi, kỳ đường ở lãng ca khám ai, bởi ra anh tiếng nụ. Xóm đáy nhà rộng nâng xa mát ở đây, bố cử, mà nô sinh chết tần nào đã bóc vào chia chết khám ai. Giang nàm lĩnh, dưỡng có mình trời phát lịch phòng đai thả, để khăn ốc đang đây khám ai, miền rài mía, chia vật thọ thiệt đàm, chạm bách vòng phọt. Xóm rắp phát lịch kỳ đường ở lãng ca, lầm ó, xâm khăn đòi mà nụ tư tử. Kỳ đường ở lãng ca mùi chùm nún, đồ chía, cổ vớ, cổ chí. Kể bán đó khơi nơi sản ít này. Cả đôi chia sản ít mùi chùm nôn tiết. Đôi chia sản ít xoài chết nơi khăn ông khai đồ đồ mình cháy. Nâng sản ít có cốc tạm miếng nơi khai đồ xìm riếp. Đại phía tràn sạch sân tài cáp xong cùng lộ hạ thiệt. Mùi chùm nôn đôi chia xong nó, xong rất. Bà đã, ai sao mẹp phí khẳng kràng. Đi ai kỳ đường ở lãng ca khá tiết. Miền liêng spôn chìa mùi phòng đài. Dũng tam tên ảnh này đi. Chừng ách có xong cô thà. Mẹp đai chìa và thọ thiệt miền sạch tuần xuất. Hãy miên phô lưng. Trời bán bông bà ca đây chôn khám ái và lật. Đảm bay thơ chìa kỳ đường ở lãng ca tăng thì phí bôn chân áp một hai. Cá bà kỳ đường ở lãng ca thơ ẩm phì mía.
rứa sáp miếng nước phun sậy để trời ban kịp đam lang để đam sầm mai bờ vọt xa ô cứ được viên sát tử vật tì mũi đỏ sát tử vật tì bún cứ chia sạc khay phiệp sạp nếu cứ chia lật tập hồ này cá sáu chiếu khang bảo đan vị trí đã chia cả ta mũi dạng trăm bách những sầm khăn hot sầm ráp ca cầm nát ca pa để chặt để vấp thô nước phun sậy phong đài vì miền lạc nạ sở điên nâng sản này mùi chùm nôn tiết khả nông phùm phiện này. Có bản tái, dân nở đông trăm ca sát áo chiếc bằng thai mùi chùm nôn tiết môn nâng chiên tờ đọc, tất tập hiệp rùm, rước xâm dục mùi đai chia và thọc. Bọn bạc thả là bỏ dường. Bỏ tăng ca bình nhật khả lâm sàn này xùm nế, xóa xe đau chân chiết chân. Miền tăng phi mở đôi chân nằm muốn cực xạ cả nạch, bản bắt đó là các hỏi khám ai dường vì cha rằm nà lang vinh, ổng phi chùm nà, nầy tìm nhẹ tùm nô mình cực. Mình còn tay được viên chân nâng ảnh đi bằng nọc tê. Có bàn tay được viên chân nâng khám mái, rước khám mái nâng ảnh đi. Đại miên bà sai tiết tông được viên khní, đòi mùa hạt xênh dàng phất bà gọt. Cô bình chế phong đai thả. Tam ra dịa vật thọc bà đàn chân môi chùm nún để kê ban chú bà tiết, nơi tam sát ní bà vật ở xa. Môi chùm nún khổng thuyết bằng đủ chân, cô xong từ nâng xùm nay từng nụ. Kê át bình chế ban tùm nhẹ tùm nông được viên chân chân chân, nâng khám mái khẳng lớn nị đài. Tăng phía đa mà điều một, tổng nét tâm nông này miền lạc nạ xe tật cách, tràn chiến này dụ bài. Hai đại dân miền ca cha bà rộng lơ xa lạc nam và bà thua bà đàn chấn. Cứ đôi xa ta chấm nạch này, màn xa tựa ban kia lơ dọc mong này dây. Ở chiều vây mùi, đai phùng bán chảy, ở rước áp tị bài khăn ông xịp hơi bà vọt xa. Nấy bà đê chiên ở chạc căng bà chìa lào ý. Mà giang thiết dân cơ trâu, chỉ đẹp phong đá thả. Cả cắt ra bà vật xem này chấn. Đã chỉ mua là than cực nơi bởi vật sạc mãi. Mình tôi tự nâng tên ở nơi kháng bảo đàn và chia tệ. Nhưng trong bằng chia ở khơi những ổng bí sẽ cái đây xâm khăn và bác vật thọc tiếng nu. Nóng ca chọn cổng bởi vật sạc mãi tay bởi nó. Chia vì sao? Còn chọn cho mục nóng rì chủ vùng hàn vì đôi chân nằm môn cực sạc rạch. Mà đôi mà phải nơi cực sạc rạch. Nâng rì chủ vùng thẳng. Và mũi đôi đọc rầm bấy nơi cực sạc rạch. ប្រាំមួយរយប្រាំពីរនៃគ្រិស្តសករាជព្រមទាំងព្រះពុទ្ធបដិមាចិនក្នុងរាជវង្សសួយឆ្នាំ586នៃគ្រិស្តសករាជដល់ឆ្នាំ611នៃដល់8នៃគ្រិស្តសករាជជាដើមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រមាណជាង2000ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវលូវីម៉ាលីរ៉េជនជាតិបារាំងដែលបានសិក្សាវិភាគហើយធ្វើសន្និដ្ឋានថា đại bán sắc xa vì phía hỏi thuở ca xoá nịt thân tha bà tế này miễn phiếp rung rương rích chùm ràn cứ mốc vì chân chết này bán thuở chùm nôn chìa mùi chân đã chân chết khám ai mình tư mình sâu bỏ sọc nóng ca thuở bình chức ám tế bán ta ca vô khơi thường này xong rùm hỏi tái mình tôn trâm tới tiếng sông tế bà rút thà tận tâm nâng ca thuở chùm nôn chìa mùi chân chết chân chết khám ai bán thuở chùm nôn chôn chết vào đất nền này chia bị xét chôn chết đần đi đã chia bập hộp nóm oi lịch lâu lang nơi đất phù non chung phúc tỷ pì sâm máy phù non rích bệ bát đặt còn tăng pi bờ ran cá riêng một chôn chết chấn ban tổ tu score chung phù robot đất campuchia tại bấy phần nọ cử tí mùi phù non tí phì trên lá tí bầy cắm phù chề phía xa chân thiêu chỉ àn địa cam phù chìa rứ chiến phù chài phía xa hàn phù nón cứ xâm đau xâm mại đam nây bà vật sạc mài trên lá cứ chia xâm mại ca bắn to phí phù nón cam phù chê rứ chiến phù chài chia xâm mại cao sát tử vật tí đập rằm. Hãy nít tớm lúc chư tạc khoản, một căn Campuchia như xung mai ảnh cố, có cốt nơi tại Pada Phạm Nhật trên là xung cố bà tới Campuchia như xung mai nụ đài. Biết thạc phu nôn, cứ chì biết đã chân chết chân, cầm nót xung cố rột khám ai đậm bố mộng ọ. Biết phu nôn, nít tớ bàn có ta nực nông ách xa chân, hơi đó hốt đó sắp thằng anh đi, cầm nót ta rồi bỏ chân, lại chì ách xa cool. Rước ách xa dông xa mà rắp bí bó đàn nìa ổng bí bà tế Campuchia. Nhất đám sát tư vật tìm mùi để khám ai bán bà sát tình niệm thà, nó có phần nùm. Cá cầm nót dọc biệt phù nón, trái nâng biệt nó có phần nùm, nếch cam tam sát mặt cam rộp bọc.
George Sode, đại ban ác an thà, phu non trai nâng tiệc mai bà đàn. Phu nùm, ta sẽ vô chừng nữa đã sợ ông, đã sắp ngay khai để chạy tiệc nùm. Bà ta sẽ mặt tạc cam này, dân vô khởi thà, mên liệu cân nạ mình xóm sớp, rút tiệc phu non, chân chết chân, bà chạy bàn bàn sợ sẽ phía xa chân thà. Chùi, rước kia, nét đọt tầy, nâng tức hàng tạ bồn. Miên này thà, ở tế khám ai, đã nơi phía kháng tạ bồn đọc bọc bà tế chấn, chia bà tế đã chui đó bà tế đọt tầy tiệt. Ta khám ai ai chui bà tế đọt tầy đôi được bìm ná, ní có chia cả ta bằng khóc nấy thà. Bà tế khám ai, chia bà tế nẹ miên. Hạt ní bà ta phía xa chấn, cố xó xế thà, phú nọn, chia bịa miên trộp, nâng tức hàng tạ bồn. Đại ác miên này thả chia bà tế, rước chân chết đại miên trọp xâm bạch, nơi phía kháng tổ bông nấy bà tế chân. Trước phu non miên cầm bông phai ô cào, đại miên tí tăng nực nông xâm mật chân. Kháng tổ bông đại chiếc cầm bông phai đòi miên xa kết án được bồ khăn mầm phật, nơi gà xì ạc nê, nì phù xâm máy ca nụ. Các cân mắt dọc bà tế Campuchia, cứ chia bà tế nẹo miên, mỗi nực nông phía kháng tổ bông rồi bà tế chân nụ, cứ chia cá xám xrop nạ. Phút nơi sát vật tỷ bì, nẹ phô mà sát kết chmù. Tô mế, bán xa xe xì phô mà sát đài miên viện mùi nè dây ổng bì phô mà xìa kỳ nế đầy cốt, nâng đầy cọc, đài rô miên phù nọn, nẹ xa vay đọc mẹ mùi, chmù phô mà xìa nế thà. Sầu văn nọc hộm, xâm có đầy cốt, nâng sầu văn thuyệt, xâm có đầy cọc. Cứ tay nâng viện, lá cử xè, nâng, lá chê xuân nề, đòi lá dương tam cầm mặt, hạt chấn bán ở đằng thà. Rồi viên chân nam phi rơi một phây, nâng phi rơi xàm. Phu non đọc nôm đòi phía đạp bạc, phán xì mạnh, rứ, phán chê mạnh, đá chê ở đông xuân nề bình nhạc, đọc lăng phục cài. Hãy tự tu bán cơ rô mừng nghe chê sạch khăn ông thần ạ. Chê ở đông xuân nề nây xa mất khăn tự bồn, đòi lá, và nhạt trên lá, tự bán lốt lý thêm tình. Bán bình dô thà, cá bị đàm lõi. Chân bàn hai rốt chấm nó mùi rồi bọc phù non thà chén là. Chén miên nây thà sọt, nâng biết là trái thà cổ mùn. Hồ rốt này miên bây cạc nà, hỏi xâm bố khám mùm do cổ mùn thôi tình. Chân chết chân, tại anh thôi đầm nà mọc tính đô do cổ mùn sọt, phí rốt này. Đôi chân này hai tớ kì hai thà, sọc cổ mùn sọt. Ông phí vào bật thù, ក្រមាខ្មែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិននីសម័យនោះគឺជាសម័យសាមកុកដែលមាននគរវៃនគរស៊ូនគរអ៊ូមានមេដឹកនាំឈ្មោះសុនឈៀនបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបេសកជនពិសេសរបស់កម្ពុជាដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយសុនឈៀនបានចាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបគឺជូយីងនិងកាំងថៃ មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកកាំងថៃបានជារាជទូតចិនបានធ្វើដំណើរមកហ្វូណននេះជាការលើកយកបញ្ញត្តិក្រមាមកពីពលនានិមុនគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានកត់ទុកដោយបេសកជនជនជាតិចិនទាំងពីររូបនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 225 ដល់ឆ្នាំ 539 ប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យហ្វូណនបានចាត់បេសកជនរបស់ខ្លួន 10 ដងទៅប្រទេសចិនដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរគួរបញ្ជាក់ថា ក្រមាជាវត្ថុមានតម្លៃនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរដូចមានក្នុងអត្ថន័យកំណាព្យខាងក្រោមនេះនេះនឹងថ្លាថ្លែងចែងចរចាស្ដីពីក្រមាសូត្រអំបោះកលាចក្រង់ពលអស្រស់កូនខ្មែរស្រណោះគេងអង្រឹងកូនប្រុសកូនស្រីលេងជាក្រុមធ្វើកូនក្រមុំក្រមានឹងពេលងួយទឹកស្រះអូរស្ទឹង ពុកម៉ែសន្ទឹងវឹងយកមកខ្លះផលពីក្រមាប្រើគ្រប់សពបកមុខដណ្ដប់ប្រពៃណាស់
Bà bàn tiếng khmê, bàn tiếng chạc. Chôn chia, bọc bạc, sạc phlom xóm. Nhi ri phát ai vờn, tay tròn phồng, xây sọc chom dùng, trông sạc xóm. Cà kế chia xây sọc, hụt đòm. Về cà nghiệp khom, chia chân nốt các bào. Ngay cái đau đạch ở đây, dưỡng tổ tù. Đa chập đào dù lo tổ cao. Bê khla srei tùl thuôn rửa sral. Kro ma trọc bá chia rung vel. Chôn chia xâm ran chuộc kà đà. Yok kra kro ma chia cân tel. Khoa khnoi bát kói kênh lũ rel. Pra ban kru bê khmien khoa vầy. Bê khmien tôi thông chung u o. Bài lọc bài lo tiếng pro srei. Cô ma trò cuốn thuơ xa tay. Bà mau đâm rầy lên sạp bài. Cô ma thuơ chung lẹ con sài. Lên chặt con khlánh sau cả ác ai. Bê na ngụy tức hai chất ngài. Cô ma ban khlái bồn ảnh đại. Trong các bân cô ma lang làm chờ. Đông thân nọt lụt lỡ phúc rộp mạch. Cô ma bà bàn tiên cổng khát, bà giáo chú hát thay anh phụng bàn. Bắt chong thua ai oi con cháu. Bê na sọc đau, ốc ốc bàn. Bắt chung nụp lật, giang chồng nàn. Nơi cục sân đàn, khmai tay bà. Chong chia, tình lớn, làng đàn thân nào. Tiếp phụ. Mà đạch sao sân bà xa. Chính viên cực thân nạc bán cực bà, đọt đầy chọc đá dọc bóng cò. Tâm lộp khám ai dương, mọc dù dì, cho vọt bìa nìa sọc bò vò. Tiên cổ mà sốt ông bò xó, con cháu bà to hai sân đàn. Trong cách bò rắc chọn cổ mà, nghe thư cách ca chung vinh bàn. Mình tức, mình tốt, nuông rung khán. Ca nghe phần màn tay màn phò. Công nu châm lạc chứ lạc. Chờ thơ mò. Như hôm đã có mình ai lọ lọ. Cô mà chút nhớ khuyên sẽ xó lọ. Con khám ai mình khó tục chụp bàm. Cô mà chọn thân ạ đọ bàn lại. Nhớ châm ca sài mình đại khán. Chọn thân ạ chơi phim kháng. Tạm bán, tâm lộp sân đàn đôi khỉa đài. Ngay miên, cầm đài cả đài, chàng chàng, cỏ ma chọn bán ai mẹ sân ai. Ban mà lúc ai côn tiếng phục mái, thơ trong ca sài tam trời ca. Bê thơ đâm ná, đa sọc ngài, xông phía chộp cái tiếng ca gia. Khó ai xông phốt, vịt cỏ má, chứa rừng thoa mặt đá tam cỏ miền. Phê đạch xong vai cho bởi trời. Khmiên chân năng chụp tử, bơ phục liền. Cỏ má đam bái, ban trời rin. Cỏ má thuần thiên, khmai bảo vệ. Đói ván xôn, cầm náp cỏ má khmai chân năng bí bón bảo bùn bọc phông lực tỷ.